Ngày 17 tháng 8, đại diện đội thi công thuộc công ty Trung Chính cho biết, công trình cầu Mỹ Thuận 2 đang gác dầm cuối, chuẩn bị hợp long cầu theo đúng tiến độ đề ra. Hiện các đội thi công đang làm thép mặt cầu và hoàn tất ba đốt dầm nhịp giữa để chuẩn bị cho lễ hợp long cầu Mỹ Thuận 2. Đây là bước rất quan trọng bởi những đốt dầm cuối cùng là nhịp khó làm nhất vì phải tính toán tải sau những nhịp này mới làm được các đốt cuối do có liên quan đến cao độ toàn cầu. Thời điểm này, hàng trăm kỹ sư công nhân đang tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, lấy nắng bù mưa, tăng tốc thi công để đảm bảo tiến độ cán đích cuối năm nay theo kế hoạch. Ông Trịnh Trường Hải, giám đốc điều hành dự án cầu Mỹ Thuận 2, Ban quản lý dự án 7 Bộ Giao thông Vận tải cho biết, tiến độ tổng thể của dự án hiện đã đạt khoảng 88%, hai trụ chính cầu Mỹ Thuận 2 T15, T16 đã hoàn thành, đã căng 13 trên 16 cáp dây văng, dự án đã hợp long nhịp biên phía hai bờ Vĩnh Long và bờ Tiền Giang của cầu dự kiến sẽ hợp long nhịp cầu chính trong tháng 10 năm 2023. Hiện nay công trường thi công cầu Mỹ Thuận 2 đang bước vào giai đoạn nước rút, thời gian thi công còn lại chỉ khoảng gần 5 tháng.